hôm nay thì hàng làm cho chị Nhanh với Nào Vân á có hỗ trợ cho cô Thủy 40 triệu để làm nhà. Thì hôm nay là mùng sáu tháng bảy mùng sáu tháng sáu âm lịch. Thì cô bữa nay là cô khởi công để làm nhà. Thì có mời bên kia là chú đó ở ấp không? Ở ấp lại để chứng kiến hôm nay đặng Hằng sẽ giao tiền luôn. Thì đây thì gần bên đây là nhà của Xui, Xui của cô. Rồi mình làm mấy chục năm nay thì cũng không có tiền để dư để phụ thêm. Thì có chị hai với anh hai là Xui, Xui của cô Thủy mới nói là muốn bù đắp để làm nhà cho con, nhưng mà cũng có khả năng. Thì sẵn Hằng có cho 40 triệu á, thì anh chị mới bù đắp phụ vô thêm để cất nhà cho cô Thủy cũng như con của chị hai để khang trang hơn. Thì đây là Xui, hai bà Xui. Chị muốn nói gì? Nhà chiều dài 12 mét. Dạ. Vậy là mình làm cái này là mình đâu có làm toilet hả? Có chưa? Có luôn không? Ấy anh Vân, chị Nhanh ơi, không có làm toilet tại vì xài chung qua bên kia luôn để cho mình có cái kinh phí nhiều chút để mình làm cái nhà cho lớn chút á anh. Dạ. Thì Suya mà đâu có không lẽ mà không cho đi. Sáng bên nó đi qua đi lại. Cho nên xài chung. Thì hôm nay thì mình ở đây là ở ấp Sóc Ruộng hả? Dạ. Ấp Sóc Ruộng, xã Ngũ Lạc, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải. Thì cũng từ Hằng vô đây thì cũng mấy chục cây. Thì chú này thì làm ở ấp, thì hôm nay đợi chứng kiến thì Hằng giao tiền cho cô Thủy. Thì Hằng, anh Quang với chị Nhanh nói là cũng như giao là 40 triệu thôi. Hằng thì cũng thay mặt cho chị Nhanh với anh Quân. Thì còn bao nhiêu thì bên xui hỗ trợ. Rồi chú tên gì vậy? Tôi tên Phật Hiệp. Thì tôi ở ban công tác mặt trận ấp á. Thì đến nói chung cũng xác nhận và cũng chứng kiến. Thì cảm ơn cái đời đầu tiên, thì cảm ơn cái chương trình thiện nguyện, rồi các mạnh thường quân cái giúp đỡ cho những cái hộ có hoàn cảnh khó khăn, đại diện của chính quyền xin cảm ơn, cảm ơn. Thì bữa hổm anh chị muốn biết rõ là cũng như cái đất này là cho là cũng như chú có chứng rồi luôn đúng không? Dạ, vậy là chứng rồi để cho cô Thủy. Dạ, tại vì anh chị muốn biết á, hôm nay cô mời chú tới đây để chứng kiến á. Như đây là 40 triệu, giờ cô đếm đi. Dạ. Dạ. Cái này là cái móng hay chỗ mình đổ cái nhà hả cô? Còn đó là cái hàng ba. Bên kia là hàng ba đúng không? Bên kia là hàng ba, còn cái này cái móng đây là cái trước nhà. Vậy là mình làm ra cũng được 12 mét. Dạ. Có nói chừng nào xong không cô? Ngồi rồi. Không biết đó. Thì cũng không biết chừng nào xong đó nhà. Thì xong thì Hằng sẽ quay anh Văn với chị Nhanh thôi. Nay thì em đã trao tiền cho cô rồi vậy đó. Thì nghe nói là cái nhà này thì cái nhà đổ mặt dựng. Thì em nói thì chắc anh chị chưa có hình dung ra đâu. Để lúc mà xong rồi thì em sẽ vô đây em quay thì anh chị sẽ thấy nha. Chứ bây giờ hình dung ra thì cũng không hình dung ra. Mà anh chị, có lẽ là anh chị cũng bù vô, cũng hơi đỡ đỡ để làm nhà cho đẹp. Tôi cũng cảm ơn chú, cô chú đã cho tôi số tiền, có cái nhà. Anh Quân với chị Nhâm. Dạ, sau này có đau có bệnh tôi cũng có nhà, tôi nằm nhà yến. Cảm ơn nhiều lắm. Trọng à. Dạ hai. Bữa nay mấy chị
mấy chục năm mà cô không có nhà. Em chết để người thân, cha mẹ chết để người thân. Vậy hả? Dạ. Cha mẹ chết cũng vậy, người thân không hồng. Thì chắc cô nay cô cũng được phụng hộ rồi, thì nói chung là hôm nay là cô cũng đứng trong cái nhà của mình rồi đó. Tuy nó mới thiệt nhưng mà mình cũng đang đứng trong cái nhà của mình rồi. Thì bữa nay là mới thật sự đúng không? Bữa nay là cô mới thật sự đứng trong nhà của mình cả nhà. Mấy chục năm mà không có nhà gì hết trơn. Thì đi lưu linh không vậy đó, là nên ở trên phường của mình á. Xã của mình không có hỗ trợ được cái gì cho nên tại mình đi lưu linh không à. Thì giờ cô về ở đây là ấp Sóc Củ mấy cái nhà dưới à, xã huyện thì huyện Duyên Hải à, thì cô về đây thì chắc cô làm nhà xong đã sẽ cấp cho cô cái sổ ấy mà có cái nhà có lên làm nhà có cái sổ đó rồi cho mình bảo hiểm cũng đỡ, bệnh đau rồi mình cũng có cái bảo hiểm chứ để đi hoài thì cũng có bảo hiểm để mà mình bệnh đau có bảo hiểm phòng đi mổ mắt tôi mắt làm cuồng dạ. Nên ấy kiến là cái không thấy được thì ta làm này con nghĩ chắc chừng khoảng tháng à đúng vậy dạ. Khoảng tháng là xong rồi gì dạ, bên kia là bữa giờ là mình bẻ sắt rồi dạ, là bên đó bữa giờ bẻ sắt rồi cả nhà ơi. Thì hôm nay thì mùng sáu tháng 6 âm lịch thì tiến hành làm luôn. Dạ. Cái này mình bắt đầu làm mấy ngày rồi cô? Dạ mới có bữa nay khởi công thôi. Không nhưng mà làm sắt đó đó. Mình làm mấy ngày rồi hả? Dạ, 3 ngày rồi. Dạ, 3 ngày hết thôi. Làm mình cũng làm. Làm đây đang cho bằng nhà người ta hết trơn là nguyên vậy này. Dạ. Nay có cúng gà, trái cây. Còn thì đáng lẽ là hàng đặt cái băng rôn nữa nhưng mà hàng lu bu quá trời bữa giờ quên quên thông cảm cho hàng cả nhà. Thì thường thì mình đặt cái băng rôn để cho trước nè, nhưng hôm nay thì không tắt vô rồi đặt để lúc ra nhà thì mình đặt luôn đi vô rồi coi. Con chào chú ạ. Chú là trưởng ban nhân dân ấp. Thì hôm nay con cũng tới đây thì như con cũng thay mặt anh chị anh Lê Vân với chị Anh là ở bên ở Mỹ á, thì có hỗ trợ cho cô thì ở đây là 40 triệu để cất nhà, thì nói để mời chú rồi lại đây để ý kiến là bác cho đất. Hôm nay có bác nữa kìa, nãy giờ hàng quên đấy chứ. Bác cho đất thì ở đây là bác cũng hứa với chính quyền là sẽ cho luôn đất này. Tại vì anh chị cứ yên tâm nha, tại vì anh chị cứ sợ là lúc mà cái người cho đất cái cất nhà xong cái cùng tiền gì sẽ lấy lại, cho nên anh chị muốn là có mấy chú, có hai chú để kiếm nhà không có đâu, mình không có chuyện đó. Dạ thì anh chị sợ thôi chứ. Dạ, thì con sợ con đúng không rồi. Có sợ đâu, tại bác mà con. Ở đây tôi biết mà. Bác cho nhiều quá rồi. Nãy giờ con quên nên con tưởng nó bắt chưa có qua. Dạ. Thì hôm nay cắt cái nhà về là cô thì cũng mừng rồi. Thì hôm nào xong á thì xong nhà thì con cũng nhờ hai chú lại lại chú kiếm cho anh hai đứng dịnh chút nó trừ tiền cái dịnh ra anh hai. Mình làm công tác này tôi ổn luôn, con cũng công đức vô lắm chứ. Thì nói chung thì con cũng nghe nói cô Thủy mấy chục năm mà không có nhà con cũng khổ lắm. Cái này nó cho khoảng nhiêu triệu? Dạ, cái anh chị thì cho 40 triệu. Dạ. Thì anh chị nó mỗi căn nhà cho anh chị hỗ trợ cho 40 triệu. Thì hôm bữa thì tụi con có làm trên kia một căn rồi. Nhưng người ta có thợ nhà. À, người ta thợ nhà với thầy cho thêm 10 triệu nữa là 50. Nhưng người ta xây luôn. Ta xây nguyên nhà đó, tại ta thợ nhà. À, còn mình là phải mướn, mướn là công cũng cao lắm á. Bây giờ cái gia đình mà có điều kiện chúng ta có tiền phải bù vô chút đỉnh cho nó khang trang chứ. Anh chị được chịu được ba cứng. Anh chị hai cũng nói cũng muốn bù đắp cho con
để cất mà tới nó thấy mình cho đó. Đây ở dưới này con cũng cho cái này. Ờ, cho 30 đồng nha. Dạ. Dưới con có cho cái. Cái này nếu có thợ nhà thì làm được, không có phải tiền mướn thợ. Dạ, tiền mướn thợ cao. Tại vì cái nhà kia người ta có thợ nhà ta làm nó đẹp lắm, mà có 50 triệu. Nói chung ra bây giờ cái công nó chút cao. Vật tư cũng bao nhiêu, cái công là nó xem á. Thì nó muốn 50%. Vật tư á. Của mình mới nhớ quê, mới gửi tiền về để giúp đỡ dân của mình, mà gặp như chú mấy chú mà biết hiểu cho tụi con mà thương vậy đó. Ừ, cũng nghĩ là chăm cho dân thôi thì tụi con cũng mừng. Ừ, tụi con cũng chỉ vậy thôi, mình muốn cho dân của mình